ngồi nào. Có gì thì từ từ nói với chị, đừng có khóc toáng lên như thế. Em ngồi đi. Chị ơi, em trai của chị là em có bầu, rồi không chịu trách nhiệm. Bây giờ em cũng không biết làm thế nào cả. Em nói cái gì cơ? Phan Anh làm em có bầu á? Chúng em yêu nhau, sau đó em có bầu. Em đã nói với anh ấy rồi, nhưng mà anh ấy lại không nhận. Anh ấy còn đòi đoạn tuyệt quan hệ với em nữa. Cái thằng này, sao nó lại có thể làm như thế chứ? Để chị gọi nó về đây ngay. Sao nghe cái My nói, cả nhà hắn ta vô trách nhiệm lắm mà. Sao chị gái hắn lại phản ứng như thế này nhở? Em về nhà ngay cho chị. Em làm con gái người ta có bầu rồi chạy làng là sao? Chị ơi, em đau lòng lắm. Em chỉ muốn chết Quách đi cho xong thôi. Nào, không được có suy nghĩ tiêu cực như thế. Chị sẽ dạy bảo là em trai của chị, còn đứa bé trong bụng và em, gia đình chị sẽ có trách nhiệm. Em yên tâm nhá. Thôi chết, sao không giống như kịch bản mình soạn thế? Khủng lẽ đâm lao theo lao. Chị nói ai mang bầu là sao ạ? Em về thì hay rồi. Em còn không mau chịu trách nhiệm đi. Bạn gái em vác bụng bầu đến đây này. Hả? Anh yêu, sao anh lại nỡ bỏ mẹ con em không nhận? Phan Anh. Sao lại là cậu? Cậu có thai rồi á? Chết rồi, sao lại là bạn cũ thế này? Mình nhầm địa chỉ mất rồi. Làm thế nào bây giờ? Cái thằng, lại còn sao lại là cậu? Không lẽ em có người khác nữa sao? Không, em không có. Nhưng mà chuyện này... Chuyện này làm sao? Chị nói, em phải có trách nhiệm với bạn gái, cũng như đứa con trong bụng của cô ấy. Nếu như em không làm được, chị sẽ thu hồi lại mọi quyền quản lý của em, đuổi em ra khỏi tập đoàn, cũng như ngôi nhà này. Chị bình tĩnh đã, chuyện không phải như thế đâu. Không cái gì mà không. Cậu ra đây, nói chuyện với tôi đã. Cái thằng này. Nào, cậu nói đi. Cậu bảo cậu có bầu với tôi là sao? Sau ngày tốt nghiệp cấp 3, chúng ta chưa gặp lại nhau cơ mà. Khổ quá, là tôi nhầm địa chỉ. Khi nãy cậu xuất hiện thì tôi mới biết. Cái gì cơ? Nhầm địa chỉ á? Nhà người yêu cậu mà cậu cũng nhầm được à? Thật ra là không phải như thế. Là bạn đại học của tôi, cô ấy gặp phải trai đảo, cho nên tôi muốn bày trò quậy đục nước một phen cho tên đó bẽ mặt. Vậy là cậu không mang bầu, cậu chỉ đang chút giận hộ bạn của cậu. Nhưng mà tại sao lại nhầm đến đây vậy? À, hay là cậu còn em trai gì không? Địa chỉ rõ ràng là ở đây mà. Tôi làm gì còn em trai nào nữa. Đó, cậu đưa địa chỉ đây tôi xem nào. Trời ạ, đó là 128, còn ở đây là 1128. Cậu đúng là... Thôi chết rồi, để tôi vào xin lỗi chị cậu nhá. Này, chị tôi bị mắc bệnh tim, hai cú sốc liên tiếp là có chuyện đấy. Sao cơ? Bao năm qua tôi tìm cậu mà bặt vô âm tín, bây giờ cơ hội đến rồi, cậu đừng hòng thoát. Vậy... bây giờ phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Bây giờ tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với cậu, để làm hài lòng chị gái tôi. Chúng ta phải diễn thật đạt trước mặt chị tôi, nếu không chị tôi biết được phát bệnh thì... Này, cậu đừng có đùa đấy. Chị, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chị nói đúng, em phải chịu trách nhiệm với Tuyền. Cho nên em quyết định sẽ để cô ấy ở lại đây. Em sẽ chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Nếu được, bọn em xin kết hôn luôn ạ. Này, không được. Sao lại kết hôn? Cậu đang nói bừa cái gì đấy? Em yêu, anh đã nghĩ thông suốt rồi. Chúng ta cần phải kết hôn để con chúng ta có một gia đình trọn vẹn. Cậu... Tốt lắm. Vậy để tiện chăm sóc cho Tuyền, từ bây giờ em ở lại đây luôn đi. Ở lại luôn đây ấy à? Vui quá đến mức sốc luôn rồi à? Mà thôi,
Em nghỉ ngơi đi, để chị chạy ra ngoài mua ít đồ về tập bổ cho em. Hôm nay là ngày vui của gia đình. Nói thật, chị cứ tưởng em trai chị ế rồi cơ. Ai ngờ tẩm ngầm mà lại chết voi. Chị đi nhá. Dạ. Nhiều năm gặp lại cậu, tôi sẽ không dễ dàng để cậu rời xa tôi đâu. Vậy đây, cô là người có bầu với anh Phan Anh à? Đúng vậy, cô ấy tên là Tuyền, bạn học cùng cấp 3 với anh, là vợ sắp cưới của anh, mẹ của con anh. Anh có chắc đây là con của anh không? Sao lại có thể như thế được ạ? Sao anh lại không chắc chứ? Vốn dĩ Tuyền với anh là người yêu của nhau mà. Em yêu, em mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Chị à, chị đừng có trách em mấy lời nói khi nãy nhá. Em với cả anh Phan Anh có mối quan hệ rất là mật thiết, nên là em lo cho anh ấy bị người khác lừa thôi. Mà chị cũng biết rồi đấy, anh Phan Anh là chủ tịch tập đoàn ABA. Người như vậy thì bao nhiêu cô gái mơ ước chứ, đúng không ạ? À, ra là vậy. Thôi Đào Văn, người yêu của anh mệt rồi, nếu em không có việc gì, hôm khác sang chơi sau nhá. Bây giờ anh có người yêu rồi, nên là anh không cần em nữa chứ gì. Em vừa mới sang chờ mà anh đã đuổi em về. Ờ này, em nghĩ hay là em cũng nên ở đây chăm sóc chị Tuyến. Cái gì cơ? Em sẽ ở lại nhà anh. Không được ạ? Không được. Nhưng mà em quyết định rồi, anh không đồng ý thì cũng không được với em đâu. Trời ơi, lại thêm một cái cam chạy bằng cơm nữa. Chúng ta sống làm sao nổi đây? Yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ cách đối phó. Em ăn nhiều vào đi, cho con mình được khỏe. Em không ăn nổi nữa đâu. Ngày hôm nay em ăn 5 bữa rồi đấy. Không được, em phải ăn nhiều thì con mới khỏe được. Cậu một vừa hai phải thôi. Em nói gì cơ? Em muốn ăn gà tần á? Vậy đấy đi nấu thêm nhá. Cậu cố tình đấy à? Nói nhỏ thôi, chị Tuyết đang ngồi ngoài kia. Chính chị ấy ép tôi cho cậu ăn. Nếu cậu không ăn á, là tôi xong đời đấy. Trời ạ, sao tôi lại dại dột thế này chứ? Sao rồi em? Đồ ăn có hợp khẩu vị với em không? À, dạ, em cảm ơn chị, rất hợp khẩu vị với em chị ạ. Vậy em ăn nhiều vào nhá. Dạ vâng ạ. Nè em yêu, ăn nhiều vào cho con mau lớn. Tức thật đấy, không biết cô ta chửi ở đâu ra, bây giờ lại còn có đứa con trong bụng nữa. Mình sao có thể chen chân vào mối quan hệ này được. Nào. Em không ăn nổi nữa đâu, anh mang đi đi. Cố chút nữa thôi nhá. Nếu em không chịu ăn nữa, anh đi nấu món khác vậy. Cậu ta cố tình chơi mình đây mà. Mình mà ở đây thêm ngày nào thì mình sẽ bị ép ăn đến mức to như con voi mất. Không được, mình phải tìm cách chuồn êm đẹp thôi. Cậu tính đi đâu vậy? Phan Anh ơi, cậu lựa lời nói chuyện với chị Tuyết đi. Chứ tôi còn ở đây thì tôi sẽ mắc chứng bệnh sợ đồ ăn mất. Không được, cậu không thể đi đâu được. Chính cậu khởi xướng lên chuyện này, cậu phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ tôi đang không có bầu, lại còn phải ăn chế độ bà bầu nữa, chắc tôi thành lợn mất. Thôi được rồi, tôi sẽ nói chuyện với chị Tuyết, không ép cậu ăn nhiều nữa. Cậu nhớ đi nhá, tôi thật sự sợ lắm rồi. Nhìn cậu khổ sở thế này, tôi lại cảm thấy có một chút thú vị. Năm xưa cậu bắt nạt tôi, ép tôi phải chép bài cho cậu, cậu còn nhớ không? Thì năm đó cậu chăm học, nên tôi nhờ cậu chép là đúng rồi còn gì nữa. Mà này, cậu đừng có nói là cậu vẫn thù tôi từ ngày đó, nên kiếm cớ trả thù tôi đấy nhá. Tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin không? Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Tôi đùa đấy. Mà cậu quên chuyện đó đi, bây giờ lên phòng nghỉ ngơi, không chị Tuyết về thấy lại không ai đâu. Ừ, hóa ra là như vậy. Thế thì chuyện này xử lý dễ như trở bàn tay rồi. Vân, sao em lại đứng ở đây? Chị Tuyết ơi, chị bị lừa rồi. Thật ra là chị Tuyền không hề có thai. Sao cơ?
em nói linh tinh cái gì vậy? Chính tay em nghe thấy chị ta nói chuyện với bạn như vậy. Nếu mà chị không tin nhá, chị đưa Tuyền đến bệnh viện mà xem. Bây giờ cô nói cho tôi biết, chuyện cô có bầu là thật hay không? Chị Tuyết, sao chị lại hỏi em như vậy à? Bây giờ cô theo tôi đi khám sản, cô dám không? Chị Tuyết, chuyện này... Nếu cô không dám đi, đồng nghĩa với việc cô không hề có thai mà cô lại lừa dối tôi. Và cô chính là kẻ lừa đảo. Chị... Em... Cô dám đến đây, giả có bầu để lừa dối em trai tôi, tôi sẽ kiện cô. Chị Tuyết, chị cứ bình tĩnh đi ạ. À. Chị đừng có xúc động quá. Cô... Chị ơi, chị bình tĩnh. Mà cô vẫn còn ngồi đấy được nữa à? Cô mau đi đi, không chúng tôi sẽ kiện cô đấy. Không, không phải như thế đâu ạ. Cô cút khỏi đây cho tôi. Cút! Chị bình tĩnh đi ạ. À. Em đi, để em đi ạ. À. Chị, vừa rồi có chuyện gì mà ầm ầm như cãi nhau vậy? Mà Tuyền đâu rồi ạ? Cô ta không hề có bầu. Cô ta đã lừa dối em. Chị đuổi cô ta đi rồi. Hơn nữa, chị sẽ kiện cô ta vì tội lừa đảo. Chị đuổi Tuyền đi rồi ạ? Sao chị lại làm vậy? Cô ta đang lừa dối em đấy Phan Anh. Không có, cô ấy không lừa dối em. Mọi chuyện đều là do em. Em nói vậy là sao? Nào, cậu nói đi. Cậu bảo cậu có bầu với tôi là sao? Sau ngày tốt nghiệp cấp 3, chúng ta chưa gặp lại nhau cơ mà. Khổ quá, là tôi nhầm địa chỉ. Khi nãy cậu xuất hiện thì tôi mới biết. Cái gì cơ? Nhầm địa chỉ á? Nhà người yêu cậu mà cậu cũng nhầm được à? Thật ra là không phải như thế. Là bạn đại học của tôi, cô ấy gặp phải trai đảo, cho nên tôi muốn bày trò quậy đục nước một phen cho tên đó bẽ mặt. Vậy là cậu không mang bầu, cậu chỉ đang chút giận hộ bạn của cậu. Nhưng mà tại sao lại nhầm đến đây vậy? À, hay là cậu còn em trai gì không? Địa chỉ rõ ràng là ở đây mà. Tôi làm gì còn em trai nào nữa. Đó, cậu đưa địa chỉ đây tôi xem nào. Trời ạ, đó là 128, còn ở đây là 1128. Cậu đúng là... Thôi chết rồi. Để tôi phải xin lỗi chị cậu nhá. Này, chị tôi bị mắc bệnh tim, hai cú sốc liên tiếp là có chuyện đấy. Sao cơ? Bao năm qua tôi tìm cậu mà bặt vô âm tín, bây giờ cơ hội đến rồi, cậu đừng hòng thoát. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Bây giờ tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với cậu để làm hài lòng chị gái tôi. Chúng ta phải diễn thật đạt trước mặt chị tôi. Nếu không chị tôi biết được phát bệnh thì... Này, cậu đừng có đùa đấy. Mọi chuyện là như vậy. Vì em thích cô ấy nên em mới mượn chuyện nhầm lẫn này để giữ chân cô ấy ở lại đây. Sau đó sẽ bù đắp tình cảm. Chỉ vì cô ấy nghĩ chị bị bệnh tim nên mới phối hợp với em thôi. Giời ơi, Phan Anh ơi là Phan Anh. Em lại còn nói dối là chị bị bệnh nữa. Biết làm sao được. Em thích cô ấy từ hồi cấp 3 rồi. Bao năm nay mới tìm được cô ấy. Em chỉ biết dùng cách khổ nhục kế này thôi. Không, không thể như thế được. Anh đang nói dối. Sự thật là như thế đấy. Anh chẳng có gì phải nói dối em cả. Đấy cũng là lý do tại sao bao năm nay anh từ chối tình cảm của em. Trong lòng anh chỉ có duy nhất là Tuyền, sẽ không có vị trí cho ai khác cả. Anh... Em phải đi tìm Tuyền. Em sẽ phải theo đuổi cô ấy bằng được. Em ơi, xe ôm không? Dạ được. Vậy anh chở em ra ngoại ô thành phố với ạ? Em đi một mình à? Dạ vâng. Ui, ngon lành cành đào như thế này, ông trời đúng giúp mình rồi.
em gái. Vui vẻ với anh một tí, anh chở em đi free luôn. Anh làm cái gì đấy? Bỏ tôi ra. Vui vẻ một chút xíu thôi mà. Anh đừng có làm bậy, nếu không tôi hét lên đấy. Chỗ này vắng vẻ, anh thách em ấy. Có người kia. Tuyên. Phan anh ơi, tôi hại người rồi. Có chuyện gì vậy? Hắn muốn động vào tôi, cho nên tôi đã đập hắn. Mau chỉ cho tôi, người đó đang ở đâu? Đằng kia. Hắn đâu rồi? Hắn vừa ở đó mà. Cẩn thận. Tuyên. Mọi người... Không sao rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện mang bầu tớ đã nói rõ cho mọi người nghe rồi. Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên lừa chị. Chị đừng xúc động quá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ. Chị có bệnh tật gì đâu. Em không cần phải áy náy, vì em cũng bị Phan Anh lừa thôi. Người cần xin lỗi là chị đây này. Là sao cơ ạ? Phan Anh lừa em cái gì thế ạ? Tuyền, là do tớ thích cậu nên tớ đã mượn chuyện cậu nhầm lẫn, nghĩ ra khổ nhục kế để giữ cậu ở lại. Xin lỗi cậu. Cậu... Chị thật sự mong em có thể trở thành em dâu của chị. Phan Anh nó có tình cảm với em lâu như vậy, chị mong em có thể cho nó một cơ hội. Tuyền, tớ thích cậu. Cậu đừng vì chuyện này mà ghét bỏ tớ được không? Tớ sẽ không ghét cậu. Dù sao cậu cũng là tình đầu đơn phương của tớ cho tới tận bây giờ. Cậu vừa nói gì cơ? Cậu không nghe rõ thì thôi. Cậu không chối được đâu, tớ nghe thấy rồi. Ở đây còn có hai người làm chứng đấy. Xin lỗi chị, là do tôi không tốt. Tôi đã nói những lời không hay về chị với chị Tuyết. Thật lòng chúc chị và anh Phan Anh hạnh phúc. Không sao đâu. Nhìn xem, tình cũ của anh kìa. Em nói lung tung cái gì đấy? Để người ta nghe thấy ra thể thống gì nữa. Em quên, là năm xưa người ta 5 lần 7 lượt từ chối anh. Bây giờ nhắc lại để người khác nghe thấy, không nhục thì nó cũng hơi lạ đấy. Em cố tình muốn gây sự với anh đúng không? Thôi được rồi, dù gì vợ chồng mình với người ta cũng là bạn cũ. Đến hỏi thăm mấy câu đi. Em với Tuyền có ưa gì nhau đâu mà đến chào hỏi. Em đang có ý đồ gì đấy? Đâu, em chẳng có ý đồ gì cả. Em chỉ muốn chút giận thay anh thôi. Sao đấy bạn tôi? Mới có gần chục năm thôi mà đã không nhận ra bọn này rồi à? Không phải, chẳng qua là tôi hơi bất ngờ thôi. Mời hai người ngồi. Nhìn hai người thế này, chắc là thành một cặp rồi đúng không? Chúc mừng hai người nhá. Tôi cũng chỉ ăn thừa lại của bạn thôi mà, có gì đâu mà chúc mừng. Tôi với anh Long có gì đâu. Bà nói như thế, người ta dễ hiểu nhầm đấy. Thế sự thật không phải như thế à? Năm xưa mày từ chối anh Long đâu đó 5 lần thì phải, đúng không anh Long? Năm xưa em từ chối anh không phải vì chuyện đó đâu. Chẳng qua là em thấy chúng ta không hợp nhau thôi.
anh với Vân cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Biết sao được. Cũng tại năm xưa anh vừa nghèo vừa xấu, Tuyền không chọn anh là đúng thôi. Chuyện gì mà chẳng tìm được lý do, nếu như người ta muốn, đúng không? Thôi được rồi, nếu mày nhất quyết nghĩ như vậy thì tùy mày. Đấy, bao nhiêu năm rồi mày vẫn kiêu căng và ngạo mạn như vậy, đúng là không bao giờ làm tao thất vọng. Lâu rồi chúng ta mới gặp, ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi. Cuộc sống có bao nhiêu thứ phải lo toan, cũng đâu còn hồn nhiên như ngày xưa nữa. Mày không cần nhắc lại chuyện ngày xưa đâu. Bạn nói cũng phải. Thế lâu nay bạn đang làm cái gì đấy? Gần 10 năm lăn lộn ở ngoài, chắc là cũng mua được nhà với xe ở Hà Nội rồi nhỉ? Tao cũng tạm ổn thôi. Còn hai người thì sao? Anh Long hiện đang làm giám đốc công ty PJ, một công ty khá là có tiếng. Và tôi đang làm thư ký cho anh ấy. Thật thế à? Vậy thì chúc mừng hai người nhé. Tuyền giỏi giang lại xinh đẹp như vậy, anh nghĩ bây giờ chắc là thành công lắm. Chúc mừng một anh như vậy, bọn xấu hổ ra. Đúng rồi đấy. Ơ kìa, mày đang làm đâu đấy? Đang làm cho công ty nước ngoài hay là tự lập công ty rồi? Nãy giờ tao hỏi mà mày cứ đánh trống lảng mãi thế. À, tao vừa mới nghỉ việc xong, vừa nộp hồ sơ vào tập đoàn ABA xin làm trợ lý chủ tịch, đang đợi phỏng vấn thôi. Uầy, mày giỏi như thế chắc chắn là được nhận vào làm rồi. Sau này có gì thì chiếu cố cho công ty bọn tao với nhá. Còn chưa biết được nhận hay không, giờ nói chuyện đó hơi sớm thì phải đấy. Anh chị lại không nghĩ như vậy. Năm xưa đi học, lúc nào em cũng là người giỏi giang và nhạy bén nhất lớp. Hơn nữa tiêu chuẩn nhìn người của em cao như vậy, chắc là chọn được bạn đời ưng ý rồi đúng không? Đúng rồi, nãy giờ nói chuyện quên mất đấy. Thế mẹ đã lấy chồng chưa nhỉ? Cũng phải, ngay cả anh Long thì mày cũng chê, thì ánh mắt của mày phải cao thế nào chứ. Làm gì có chuyện lấy chồng sớm như thế đúng không? À đúng rồi, chưa lấy chồng thì tầm này cũng phải có người yêu rồi chứ. Nếu mà chưa có thì làm bọn này hơi thất vọng đấy. Anh lại không nghĩ vậy. Em nhìn Tuyền xem, ngày nghỉ mà cô ấy ngồi đây một mình thế này, anh nghĩ là chưa có đâu. Anh cứ nói thế, biết đâu người yêu của Tuyền thành đạt nên bận rộn thì sao, đúng không Tuyền? À đúng rồi, người yêu của tao hơi bận. Chắc anh ta cũng có công ty riêng đúng không em? Điều đó là điều đương nhiên rồi. Giám đốc như anh còn bị từ chối 5 lần thì nghĩ gì Tuyền yêu người tầm thường. Cũng phải. Không biết công ty của người yêu em là công ty nào, khi nào rảnh có thể kết nối cho bọn anh gặp nhau được không? Dù sao cũng là dân làm ăn với nhau, lại còn có em là cầu nối nữa. Sau này rất mong được anh ở chiều cô. Dạ vâng, khi nào có thời gian thì tính sau ạ. Ok, mà mày vẫn dùng số cũ chứ, đúng không? À, đúng rồi, mày còn chưa nói cho bọn tao biết công ty của người yêu mày cơ mà. Anh ấy không có công ty, chỉ đang làm trong tập đoàn ABA thôi. Thảo nào em lại xin vào đó làm. Thôi không sao, tuy là không có công ty riêng, nhưng được vào làm trong tập đoàn ABA cũng là trông anh thấy phiệt rồi. Có khi là chủ tịch hay tổng giám đốc cũng nên nhỉ? Mà thôi, tao có việc bận rồi, hai người lại sau nhá. Ơ kìa, sao lại vội thế? Chúng ta đã nói chuyện được bao nhiêu đâu? Sau vẫn còn nhiều cơ hội mà. Nay tao hơi bận, thông cảm nhá. Không ngờ cô ta thành đạt hết đấy. Anh ngu vừa thôi, em không thấy thái độ của nó à? Sao em cứ hơi tí là chửi anh thế nhỉ? Chẳng thế thì không à? Anh nhìn lại thái độ của nó xem, 10 phần thì 9 phần nói dối rồi, cứ đấy mà thành với đạt. Em nói thật à? Sao đầu óc của anh chán thế nhở? Bảo sao năm xưa nó không để ý anh cũng phải ấy. Này em đừng có được đà lần tới nhá. Em nói không đúng à? Anh nhìn đồ nó mặc trên người đi, toàn là hàng vớ vẩn thôi. Có vẻ như cuộc sống gần 10 năm nay của nó không thoải mái gì đâu. Vậy sao em không vạch trần luôn đi, mà lại phải lấy số làm gì? Anh cứ yên tâm đi, năm xưa nó đối xử với anh như vậy thì bây giờ mình phải trả thù chứ. Vạch trần xong thì cãi nhau dăm ba câu rồi đường ai nấy đi á, thế lại đơn giản quá. Ý em là sao? Em có số của nó rồi, mình sẽ ép nó mang người yêu đến, xong thì vạch trần, quay video đăng lên mạng. Anh nghĩ xem lúc đấy sẽ hay ho như thế nào. Em đúng là lợi hại. Sao? Em nghĩ anh phải phản đối em chứ, không ngờ anh lại ủng hộ em à? Làm gì có chuyện đấy. Năm xưa cô ta đối xử với anh như vậy, anh hận còn chưa hết, độ lượng thế nào được.
Em ơi, cho anh gọi đồ uống. Alo, cậu không cần đến nữa. Viết đơn xin nghỉ việc đi. Xe người ta bảo trì định kỳ, còn cậu ngày nào cũng bảo trì. Cậu làm ăn thế à? Thôi, đừng có nói nữa. Tôi nghe mấy cái lý do đấy quen rồi. Tài xế kiểu gì, làm ăn không có một tí trách nhiệm nào cả. Động tí là trốn việc, động tí là lý do. Con Danh này rảnh thật chứ. Chắc lại giục mình chuyện đem người yêu đến gặp mặt đây. Không nghe là đúng chứ gì. Việc còn chưa tìm được, lấy đâu ra người yêu chứ. Sao số tôi khổ thế không biết. Bằng cấp thì tử tế, chuyên môn thì lại không tệ. Sao làm ở đâu cũng lật đật thế nhở? Sao với bạn tôi, gọi toàn tắt máy thế. Chủ nhật nhớ đưa người yêu đến gặp bọn này nhá. Địa điểm là quán cà phê Hôm No. Nếu như bạn không đến thì... Cái con Danh này, nó dành cả thanh xuân để chống đối mình hay sao ấy? Đến giờ này rồi vẫn không tha. Lại còn hi hi nữa. Hi hi cái đầu mày ấy. Làm thế nào bây giờ? Con Danh này cũng có phải dạng vừa đâu. Nếu như mà mình không đến, thể nào nó cũng bóc phốt mình cho mà xem. Biết thế ngay từ đầu, thật tả quách chứ xong không? Anh chàng kia cũng đẹp trai đấy chứ. Sao trông nhếch nhác thế nhở? À, đúng rồi. Chúng ta quen nhau không nhở? Mình đúng là thông thái. Tôi đang gặp chuyện không vui, phiền cô để tôi yên. Này anh chàng đẹp trai, anh đang làm công nhân ở chỗ nào thế? Tôi là ăn xin, không phải công nhân. Cô để tôi yên đi. Làm gì mà có thế. Tôi đang có một phi vụ làm ăn muốn bàn với anh đấy. Anh không phải lo đi ăn xin nữa đâu. Cô nói gì cơ? Cô muốn làm ăn với tôi á? Ừ. Thôi cô đi đi, tôi không rảnh đâu. Ờ hay, anh đang ngồi ở đây đấy thôi. Có bận bịu cái gì đâu. Này, thế cuối cùng là anh là công nhân hay là ăn xin thế? Cô quan tâm làm gì? Tôi nói thật, tôi đang có một phi vụ làm ăn muốn hợp tác với anh đấy. Tôi làm ăn bị phá sản, bây giờ đi làm ăn xin. Tôi chẳng biết gì đâu, cô để tôi yên đi. Thế thì hay quá rồi. Tôi phá sản mà có vui thế à? À, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Thế nhưng mà anh phá sản như thế rồi á, chắc là bây giờ anh thành người vô gia cư rồi đúng không? Đúng rồi, tôi không còn nơi nào để về cả. Được, vậy anh theo tôi về nhà tôi đi. Cô nói gì? Về nhà cô á? Ừ, đúng rồi. Anh sao đấy? Cô là con gái đấy. Hơn nữa cô đã biết gì về tôi đâu mà đưa tôi về nhà. Mắt nhìn người của tôi hơi bị tốt đấy. Mà tôi nhìn anh á, không giống người xấu đâu. Cô cho tôi ở trong nhà cô hay là thế nào? Tuy là tôi nghèo, nhưng được cái á là nhà tôi rộng thênh thang. Anh cứ chọn một phòng mà ở. Có chuyện tốt vậy sao? Chẳng phải là tôi đã nói với anh rồi sao? Là tôi có chuyện muốn hợp tác với anh. Chứ làm gì có chuyện tốt nào mà tự nhiên rơi xuống đầu anh. Này, có phải cô định buôn bán hàng cấm gì không đấy? Anh làm sao thế? Tôi còn trẻ, còn yêu đời, dại gì mà làm mấy chuyện đó. Vậy cô muốn tôi làm gì? Anh cứ đứng dậy theo tôi, từ từ rồi tôi kể anh nghe. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Anh vừa đồng ý rồi đấy. Cô gái này cũng xinh đẹp và thú vị thật đấy chứ. Anh nói cái gì cô? À không, không có gì. Đi thôi. Anh ngồi xuống đây cho xem nào. Nhìn anh cũng có số thành đạt đấy. Nhưng mà không hiểu sao lại phá sản đến nỗi đi ăn xin nhở? Cô tin những gì tôi nói là thật à? Chả nhẽ anh đang nói dối tôi à? Không, tôi chỉ hỏi cô vậy thôi. Mà cô muốn tôi làm gì? Anh thấy tôi thế nào? Này, tôi đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu nhá. Anh bị dở à? Ý của tôi là...
anh sao thế? Anh giúp tôi xong, tôi sẽ trả công cho anh tử tế. Trong thời gian này á, anh cứ thoải mái sống ở nhà tôi, thế nào? Cô xinh như vậy, mà ở thế nào lại không có người yêu thế? Hơn nữa lại còn thích sống ảo. Anh bị dở à? Đây không phải là sống ảo. Con bạn này là đối thủ truyền kiếp của tôi. Nó vừa thảo mai, lại còn hay khinh người quá đáng nữa, nên tôi mới làm như vậy thôi. Đi bắt mình đóng giả giám đốc trong cái tập đoàn mà mình làm chủ tịch, lạ đời. Anh nói cái gì đấy? À, không có gì. Ok, tôi sẽ giúp cô được chưa? Xem như là anh biết điều đấy. Cô ở một mình thế này mà lại cho đàn ông vào nhà, cô không thấy sợ à? Anh nghĩ ai tôi cũng cho vào chắc. Chẳng qua là nhìn anh tử tế nên tôi mới ngoại lệ đấy. Chưa từ trước đến giờ, chưa người khác giới nào được vào nhà tôi đâu. Đúng là vinh dự thật. Nhà tôi nhiều ca lắm đấy. Anh đừng có dạy rồi mà làm bậy nhá, đi tù đấy. Kế hoạch là như vậy đấy, anh tự mình tính toán đi. Bây giờ tôi phải về phòng để chuẩn bị cho vòng phỏng vấn xin việc ngày mai. Mai tôi kiểm tra anh đấy. Alo, cô Phương Anh à? Ừ, là tôi đây. Tôi có việc gấp cần phải giải quyết mấy hôm. Cô và thư ký tay tôi phụ trách tập đoàn nhé. À không, chuyện gia đình ấy mà. Ừ, cố gắng nhé. Em bảo là có bất ngờ dành cho anh cơ mà. Sao không thấy vậy? Bất ngờ này không hề tầm thường đâu. Anh cứ đợi đi. Giám đốc Phương Anh đến rồi ạ. Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi. Dạ không sao đâu, bọn tôi cũng vừa mới đến mà. Mời cô ngồi. Xin giới thiệu với cô một chút. Đây là anh Long, giám đốc công ty PJ và cũng là chồng của tôi ạ. Giới thiệu với anh, đây là chị Phương Anh, giám đốc đầu tư của tập đoàn AVA. Chào giám đốc Phương Anh. Ngưỡng mộ cô từ lâu ạ. Cảm ơn anh, giám đốc Long. Hôm trước em đi siêu thị, em có vô tình gặp chị Phương Anh, nên là muốn giới thiệu để hai người làm quen đấy. Giám đốc Phương Anh, sau này mong cô chiều cố thêm ạ. Tôi cũng nghe qua về công ty anh rồi. Sắp tới tập đoàn tôi có một dự án nhỏ khá phù hợp với công ty anh. Vài hôm nữa gặp chủ tịch tôi sẽ đề xuất, chắc chủ tịch sẽ đồng ý thôi. Chị nói thật ạ? Anh kiểu gì đấy? Chị Phương Anh đây là người thế nào? Một lời nói ra nặng tựa ngàn cân, ai lại nói đùa? Giám đốc Phương Anh, là tôi không đúng rồi. Không có gì. Đằng nào tập đoàn tôi cũng cần tìm đối tác để hợp tác. Thấy công ty anh phù hợp, lại là chỗ quen biết nữa, nên tôi tiến cử luôn. Dạ vâng. Vậy hôm nào rảnh tôi đến đón cô đi mua sắm được không ạ? Cái này tôi phải xem đã. Mà bây giờ cũng muộn rồi. Dạo này chủ tịch nhiều việc, mà công việc thì chỉ có tôi và thư ký của anh ấy giải quyết, cho nên hơi bận. Bây giờ tôi phải đi rồi, hai người thông cảm nhé. Dạ vâng. Đúng là vị trí càng cao thì trọng trách càng lớn. Cô vất vả quá rồi ạ. Công việc phải làm thôi, tôi đi trước đây. Để chúng tôi tiện cô. Anh thấy sao? Em đúng là không làm anh thất vọng. Anh quên chuyện chính rồi đấy. Chuyện gì vậy? Chuyện con người yêu cũ của anh ấy. Hôm nay là thứ bảy rồi. Ngày mai bằng mọi giá phải bắt nó đến chỗ hẹn. Anh hiểu chưa? Công ty chúng ta có tập đoàn ABA chống lưng rồi. Từ nay sẽ lên một tầm mới. Phải cho cô ta sáng mắt lên mới được. Anh nhớ những gì em dặn chưa? Anh là giám đốc đầu tư của tập đoàn ABA, nhớ chưa? Em yên tâm, anh nhớ rồi. Xin lỗi, để hai người chờ lâu rồi. Ngồi đi. Người yêu của Tuyến đây à? Giới thiệu với hai người,
đây là anh Phan Anh, người yêu của tao. Còn đây là Vân, bạn học chung đại học với em. Anh Phi Long, chồng của Vân ạ. Chưa biết thế nào, nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài là ăn đứt anh Long rồi đấy. Bảo sao năm xưa tuyển từ chối anh Long tận 5 lần. Cái vẻ bề ngoài bóng bẩy á, chả nói lên vấn đề gì đâu. À, đúng rồi, anh đang làm ở trong tập đoàn ABA đúng không? Vừa hay, bọn tôi quen chị Phương Anh, giám đốc bộ phận đầu tư bên đấy. Anh đang làm ở bộ phận nào nhỉ? Mày nói thật à? Thôi chết rồi, nếu đúng là như thế thật thì lộ hết rồi còn gì. Sao đây? Người yêu của mày đang làm trong tập đoàn ABA cơ mà. Ngay cả giám đốc đầu tư cũng không biết à? Giám đốc Phương Anh đúng không? Tôi có biết cô ấy. Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy đâu. Giám đốc Phương Anh là bạn thân của vợ chồng tôi đấy. Mà đúng rồi, anh giữ chức vụ gì trong tập đoàn ABA đấy? Chức vụ của tôi cũng bình thường thôi, không đáng nhắc tới. Mà thôi, chúng ta gọi đồ uống đã. Bình tĩnh nào, chúng ta làm quen nhau đã, xong thì uống gì thì uống, vội gì. Đúng rồi, cũng phải xem người yêu của em là người như thế nào chứ. Biết đâu lại phông bạt. Bọn anh thì đều là người có địa vị, không thích ngồi uống nước mấy kiểu đấy. Anh nói vậy là có ý gì? Làm gì mà căng thẳng thế? Chúng ta là bạn bè, mà bạn bè thì nên giúp đỡ nhau tránh khỏi những kẻ lừa đảo. Chuyện riêng của tao, còn gì mày quan tâm? Đằng nào mày chẳng dẫn người yêu đến đây rồi, bọn tao quan tâm hỏi han công việc cũng là sai à? Bình thường thì không sai, nhưng thái độ của mày và anh Long không hề có thiện chí. Cô thôi đi, tôi còn không biết cô thế nào à? Việc thì chưa xin được, mày đặt người yêu làm trong tập đoàn ABA. Cô nhìn mặt thằng này đi, nhìn như thằng đần ấy. Vào công ty tôi còn chưa nhận cơm, nó phong bạt vừa thôi. Hóa ra là hai người biết hết tất cả rồi. Như vậy hai người ép tôi đến đây chỉ vì muốn tôi xấu mặt thôi đúng không? Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mày, tao đã thấy mày khôn ra rồi. Đúng, bọn tao đã biết hết rồi. Thế nhưng mà bọn tao cố tình để cho mày diễn, cho mày bẽ mặt đấy. Ai bảo mày gian dối làm cái gì? Nếu có sai thì cũng là do tao. Anh Phan Anh không biết gì cả, đừng có xúc phạm anh ấy nữa. Một thằng bất tài vô dụng thôi mà, có cái quái gì để tôi phải tôn trọng. Được rồi, mọi người bình tĩnh đi. Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Anh nói gì cô? Anh Long nói không đúng à? Năm xưa mình ngạo mạn kiêu căng, không coi ai ra gì cả. Bây giờ mới bị như này á, đáng lắm. Đã không biết thân biết phận rồi, lại còn bày đặt lừa dối nhau. Mày cứ đợi đi, xem tao sẽ xử lý mày như nào. Cô nói là cô định xin vào tập đoàn ABA làm trợ lý gì đó đúng không? Được, để tôi sẽ gọi cho giám đốc Phương Anh chăm sóc cô cẩn thận, để xem cô còn để mắt cao hơn trán nữa không. Anh... Tôi nghĩ hai người vẫn chưa đủ tư cách nhờ cô Phương Anh những chuyện đó đâu. Bọn tao không có tư cách, thế mày có à? Đúng vậy. Này, anh nghĩ mình là ai đấy? Không ngờ con danh đấy lại có người yêu là chủ tịch tập đoàn ABA. Phen này xong rồi. Tất cả không phải tại em à? Anh tưởng em giúp anh được việc lớn, ai dè em phá hỏng cả sự nghiệp của anh. Anh cứ nói quá, làm gì đến nỗi ghê thế. Này, cô hiểu cái quái gì? Tập đoàn ABA lớn như vậy, một khi mà mình đã không được lòng họ thì tất cả các đối tác đều không dám hợp tác với mình. Có ai dám động vào con cá mập lớn đâu. Chẳng qua là em muốn giúp anh thôi mà. Tôi điên với cô mất. Anh Long, đợi em. Sao vậy? Nhìn em bây giờ không giống mọi ngày chút nào. Anh là chủ tịch tập đoàn ABA, tại sao lại không nói với em ngay từ đầu à? Chẳng phải nhìn em rất thú vị à? Thứ hai tuần sau em bắt đầu đến tập đoàn anh làm trợ lý cho anh nhé. Anh nói gì cô? Anh đã xem hồ sơ của em rồi, năng lực của em rất khá. Anh xem lúc nào về à? Em quên là mấy ngày hôm nay anh ở nhà em à?
Em không nghĩ bắt bừa một người ăn mày về nhà đóng kịch mà lại lời to như vậy đấy ạ. Vậy em có muốn lời to hơn nữa không? Ý của anh là sao ạ? Chúng ta hẹn hò đi. Anh nói gì cô? Hẹn hò á? Nếu không em nghĩ sao? Anh nghỉ làm mấy ngày để đóng kịch cùng em chứ. Chuyện này... Anh hiểu cảm giác của em lúc này. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Hãy cân nhắc cho kỹ nhé.